Do thời tiết thuận lợi nên đã có hơn 2.200 lượt khách đến tham quan và mua hàng trong hai ngày diễn ra phiên chợ cam Hưng Yên năm 2019 tổ chức tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang. Theo số liệu của ban tổ chức phiên chợ cam Hưng Yên năm 2019, lượng khách tham quan và mua hàng năm nay cao hơn so với phiên chợ cam năm 2017 tại khu đô thị Eco Park và năm 2018 tại huyện Mỹ Hào. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật diễn ra phiên chợ, hơn 50 gian hàng đã tiêu thụ được gần 19 tấn cam và 5.200 quả bưởi. Các chủ trang trại và nhà vườn cho biết, giá bình quân bán tại phiên chợ là 30.000 đồng 1 kg cam Hưng Yên, cam Quái Châu và 35.000 đồng một quả bưởi diễn và bưởi hoàng, cao hơn 10 đến 15% so với bán tại vườn và các chợ ở khu vực nông thôn. Tham gia phiên chợ cam năm nay, một số hợp tác xã và nhà vườn đã bước đầu có tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, ngành công thương, nông nghiệp phát triển nông thôn hỗ trợ giới thiệu trên trang web check.net.vn gắn với từng loại nông sản, cho phép người tiêu dùng trực tiếp thu thập đầy đủ thông tin về sản phẩm đã mua. Ngoài tiêu thụ cây có múi, phiên chợ cam Hưng Yên còn là dịp để các nhà vườn, chủ trang trại quảng bá và tiêu thụ một số nông sản khác như chuối tiêu hồng, nghệ Chí Tân, miến rong Lại Trạch, mật ong, long nhãn.